Rồi, mến chào các bạn đến với video clip thứ hai. Cô hướng dẫn cho các bạn cách thức để mà nộp bài lên trên hệ thống ha các bạn ha. Thì sau khi thi môn học mà chúng ta đã thi thì ở đây cô sẽ gửi cái đường link này, giáo viên các thi sẽ gửi cái đường link này cho các bạn và các bạn sẽ nộp bài dựa trên đúng cái đường link mà giáo viên gửi cho các bạn trong cái ngày thi của mình. Chẳng hạn như cô ví dụ là môn mô hình tài chính K1 thì chúng ta có một cái đường link như thế này. Bây giờ cô sẽ tự click vào cái đường link này ha. Và cô sẽ share với các bạn cái màn hình. Sau khi cô click vào thì nó xuất hiện là một cái màn hình như thế nào. Nó sẽ xuất hiện một cái được màn hình như thế này ha các bạn. Như vậy các bạn sẽ đánh các cái thông tin này vào. Thứ nhất là bạn phải đăng nhập vào cái hệ thống của Microsoft. Thì cái này các bạn đã biết rồi bằng cái địa chỉ email của trường ha. Thì các bạn đã có thông tin về cái địa chỉ email và password của trường thì các bạn cứ đăng nhập vào. Và các bạn click vào đường link. Phải đăng nhập trước rồi các bạn hãy click vào đường link ha các bạn. Như vậy sau khi chúng ta đăng nhập và chúng ta click vào đường link thì ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn truy vấn các thông số. Thì những cái dấu chấm đỏ này đều là bắt buộc, như vậy chúng ta phải đánh cả tên của mình. Bạn nhớ đánh có dấu giúp giùm cô. Lý do vì sao? Vì có thể có những bạn có trùng tên với nhau ha, mà khác một cái gì đó thôi. Nên các bạn lưu ý là chúng ta đánh có dấu. Ví dụ như 17DH09037. Rồi, về cái dữ liệu mở bài thi chính là cái password ở file 1 của chúng ta. Giả sử ngày thi của cô, hồi nãy cái password cô cài là 120484. Thì như vậy cô sẽ đánh cái password này vào ha, tức để chia sẻ với giáo viên của mình, để giáo viên biết rằng cái password để mở file này chính là 120484. Thì cô sẽ có thể mở được cái file và sau đó cô sẽ upload cái file bài thi của mình vừa mới làm. Và chúng ta lưu trữ ví dụ như là ở trên desktop, chúng ta nộp cái file Word thì chúng ta sẽ upload cái file này. Cô nghĩ là chắc là mạng của cô nó có vấn đề trong cái này nên mình thử cô sẽ chỉnh lại cái setup cái này ha. Thì các bạn không phải lo, khi chúng ta upload thì chúng ta sẽ upload được. Và khi mà sau khi chúng ta upload cái file xong thì chúng ta có thể bấm nút submit. Và sau khi submit xong thì chúng ta đã hoàn thành cái việc đọc bài thi ha các bạn. Rồi mến chúc các bạn thi tốt cho kỳ thi tiếp theo.